Chim Cánh Nước Việt xin chào tất cả các bạn nhé. Đầu tiên thì cho mình được xin lỗi tất cả các anh em. Hiện tại mình đang quay cái phân của những cái con chim mà mình đang nuôi đây. Nhưng mà tuy nhiên thì anh em cũng biết đây là chia sẻ rất là thật, mình cũng quay thật thôi. Đây, quay gần hơn một chút. Thì có rất nhiều cái cách để chúng ta nhận biết một con chim căng. Khi chúng ta, và một trong những cách đó đó là chúng ta quan sát cái phân của con chim. Các bạn đang thấy ở đây đấy, mình quay rất là chi tiết cho các bạn. Cái hạt phân rất là khô. Bất cứ con chim nào cũng vậy, chúng ta sẽ quan sát cái phân của con chim ở trong lồng này. Cái phần nó rất là khô. Bạn thấy đây. Hang kia đang dọn phân rồi. Bạn đã thấy phần của nó sẽ khô và nhỏ nhỏ lại, không quá khô quắt và cũng không được khô cứng. Vào mỗi buổi chiều thì bắt đầu dọn dẹp và thứ cho chúng nó, cho nó đi tắm. Đây là lồng tắm. Đây là con chim khá là căng, chia sẻ cho các bạn này. Nó rất căng. Nó nhảy xuống hơn cho các bạn xem. Đây, chúng ta nhìn vào cái mắt của nó. Đóng rất là căng. Đây, nó cứ nhảy lên nhảy xuống rồi. Thì mình cho sao nó cũng đắng. Thank you.
Đây, mình đưa cả cái điện thoại vào trong lồng. Đây, mình quay rất gần cho các bạn xem này. Hơi của nó rất là khô. Đấy. Xem chim ở đâu đó thì đó, đây thì đây cũng là một trong yếu tố để đánh giá cái con chim và xem là cái sức khỏe của con chim như thế nào và cái độ căng của con chim. Đây, con này thì đạt căng. Nếu mà để đạt được cái độ căng như thế này thì đòi hỏi là sức khỏe của con chim. Cái tiếp theo nữa là nó là cái thức ăn. Đấy, thức ăn thì bên mình đang sử dụng cái thức ăn bên mình tự làm luôn. Đây các bạn đang thấy này, là cái thức ăn dành cho chim họ đi, chim cảnh tiếng Việt của bên mình luôn. Khứa cũng vậy, mì cũng vậy. Thì hôm nay là mình xin chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này thôi. Trong các bài tiếp theo nữa thì mình xin chia sẻ tiếp tục với các bạn ở trong các bài tiếp theo nhé. Các bạn hãy ủng hộ chim cảnh đất Việt qua Facebook chim cảnh đất Việt hoặc đăng ký miễn phí thành viên kênh đất Việt chim cảnh trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0908070555 hoặc là 0944114410. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn. Thank you.
Tình xa cách xa xưa, tôi không.